Kia tia sắc trời công an. Hà Nội để dẫn dắt U23 Thái Lan theo đề nghị của Madam Phan. Doanh nhân đầy quyền lực và tham vọng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Phan gọi Kia tia sắc về dẫn dắt U23 Thái Lan đá SEA Games 2025 trên sân nhà. Tối thứ ba, tức 14/5, Kia tia sắc âm thầm bay về Bangkok và chỉ có người nhà ra đón. Việc Kia tia sắc bỏ dở công việc, lời hứa xây dựng câu lạc bộ công an. Hà Nội đặt ra nhiều câu hỏi cho truyền thông Thái Lan. Kia tia sắc theo lệnh của ai đó trở về Thái Lan để chuẩn bị dẫn dắt U23 Thái Lan đòi lại ngôi vương Đông Nam Á tại SEA Games 2025 mà Thái Lan là chủ nhà. Kia tia sắc từng làm điều đó thành công mỹ mãn cho cả cấp đội đội tuyển quốc gia lẫn U23 quốc gia. Năm 2011, ngôi vô địch SEA Games được ông Kim Swee bảo vệ thành công cho Malaysia cùng với ngôi vô địch AFF Cup 2012 thuộc về Singapore, lần thứ tư và cũng là lần cuối cho đến nay. Thế là huấn luyện viên Kia tia sắc xuất hiện cứu bóng đá Thái Lan. Kia tia sắc nhận trách nhiệm cùng lúc hai đội tuyển quốc gia và U23. Năm 2013, Kia tia sắc dẫn quân U23 sang Myanmar đá SEA Games vào chung kết đánh bại Indonesia 1-0 lên ngôi vô địch. Chiến dịch đòi lại ngôi vương SEA Games của Kia tia sắc thành công. Một năm sau sang AFF Cup 2014, Kia tia sắc lại dẫn quân tuyển quốc gia lên ngôi vô địch AFF Cup khi đánh bại Malaysia ở chung kết. Và danh hiệu AFF Cup này cũng được Kia tia sắc bảo vệ thành công 2 năm sau đó tại AFF Cup 2016 khi đánh bại Indonesia ở chung kết. Riêng U23 Thái Lan sau khi đòi lại được ngôi vương tại Naypyitaw, Myanmar, SEA Games sau đó tức SEA Games 2015 tại Singapore, Kia tia sắc giao cho trợ lý Supachai và cựu trung vệ của câu lạc bộ Bình Định này cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tuy nhiên tình bạn giữa Kia tia sắc và Supachai xấu đi. Họ không nhìn mặt nhau nữa vì khi huấn luyện viên Supachai giúp U23 Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vương ở Singapore, thì Kia tia sắc phát biểu với báo chí đội này ai làm cũng vô địch. Kia tia sắc tiếp tục thành công với đội tuyển Thái Lan khi là đội duy nhất Đông Nam Á vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018 như Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Thời đó, hai đội tuyển của Thái Lan trở lại thời vô đối ở Đông Nam Á, tuy nhiên ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018 thầy trò Kia tia sắc toàn thua thảm, trong đó có trận thua Nhật Bản 0-4 trên đất Nhật và vừa về sân bay Bangkok thì Kia tia sắc tuyên bố từ chức. Sau đó Kia tia sắc dẫn dắt một số câu lạc bộ Thái League, trong đó có đội Thai Thoát của nữ doanh nhân Nguyen Pham Lam Sam, Madam Phan, nhưng nhìn chung là không thành. Cuối cùng bầu Đức mời Kia tia sắc về dẫn dắt HA Gia Lai, rồi công an Hà Nội cho đến hôm nay. Trở về Thái Lan, báo chí nước này chỉ nghĩ rằng anh về để gần gũi với gia đình mà thôi vì đó là cách nói của Kia tia sắc. Tuy nhiên khả năng cao nhất là anh dẫn dắt U23 Thái Lan từ tay huấn luyện viên Isara Switaro rất eo ụt nhiều năm qua. Trong đó có trận thua U23 Indonesia ở chung kết SEA Games 32. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nữ doanh nhân đầy quyền lực Nguyen Pham Lam Sam muốn có một đội U23 Thái Lan lên ngôi vô địch SEA Games 2025 trên sân nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.